Hôm nay thầy sẽ chữa ông ta cái đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 môn hóa sở Hà Nội, và các bạn vẫn biết được với cái tên đó là đề khảo sát chất lượng học kỳ 2 của sở Hà Nội, một trong số những cái đề mà cấu trúc khá là sát với đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Rồi, mình bắt đầu chiến đấu ạ. Các bạn cũng comment đáp án cùng thầy nhá. Chất nào sau đây chứa một liên kết đôi CC trong công thức cấu tạo? Chất nào sau đây chứa một liên kết đôi CC trong công thức cấu tạo thì không thể là A. Không thể là D được, D là liên kết 3. Vậy chỉ có thể là gì ạ? CH4. Đây, đáp án đúng đáp án C. Câu 42 ạ. Dung dịch nào sau đây có pH nhỏ hơn 7? Thì pH nhỏ hơn 7 thì tương đương với lại là gì ạ? pH nhỏ hơn 7 thì tương đương với lại cái anh dung dịch đấy nó sẽ có tính gì? Nó sẽ có tính axit. Đúng không ạ? Vậy nó không thể là AH4. Nó không phải cao hắt là pH lớn hơn 7, không thể là KCl, mà đáp án đúng chúng ta là đáp án B, HNO3. Câu 43 ạ. Bột khai thành phần chính là amoni hydrocarbonate được sử dụng để tạo độ tơi xốp cho một số loại bánh. Công thức của amoni hydrocarbonate là, mình nhìn cái tên mình biết nha, amoni là NH4, hydrocarbonate là HCO3. Vậy nó sẽ là NH4HCO3 các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ đấy. Các bạn cũng comment đáp án xuống phía dưới nhá. Câu 44. CR có số xóa dương 6 trong hợp chất nào sau đây ạ? Anh này là crom dương 3 này, anh này crom dương 3 này, anh này crom dương 2, vậy đây là crom dương 6 đúng không ạ? Đáp án đúng đáp án C. Câu 45 ạ. Trong các ion kim loại sau, trong các ion kim loại sau, ion nào có tính ô xóa yếu nhất? Thì ion kim loại có tính ô xóa mạnh nhất là bạc cộng. Đúng không ạ? Thằng nào có tính kim loại mạnh thì thằng đấy sẽ có tính oxy hóa của ion yếu. Nên thằng kim loại mạnh là thằng natri, nên tính oxy hóa của ion của nó là Na cộng, là tính ô xóa yếu. Câu 46. Trong phòng thí nghiệm để bảo quản kim loại natri, người ta thường ngâm chúng trong đâu? Thì trong phòng thí nghiệm để bảo quản kim loại natri thì người ta sẽ thường ngâm chúng trong ạ, trong dung dịch ạ, không phải trong dung dịch nước, không phải trong dung dịch NaOH, bởi nước là Na, natri tác dụng với nước. NaOH thì trong NaOH cũng có nước nên natri cũng tác dụng với nó. Axit acetic thì còn phản ứng mạnh hơn nên là ngâm trong dầu hỏa. Dầu hỏa không có khả năng tác dụng với natri nên người ta sẽ ngâm natri bảo quản trong dầu hỏa, các bạn nhớ chưa? Nhớ nhá. Nhiều bạn nhầm câu này đấy. 47 ạ. Trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn thì người ta cho chất béo lỏng phản ứng với gì? Thì chất béo lỏng của chúng ta được tạo bởi, được chưa? Đó, chất béo lỏng của chúng ta là được tạo bởi gì? Là được tạo bởi từ các gốc, từ các gốc axit béo không no nên nó phải cộng với hydro thì mới tạo thành chất béo rắn. 48 ạ. Công thức tổng quát của amino đơn chức bạch hở là gì ạ? Công thức tổng quát của amino đơn chức bạch hở, các bạn lưu ý nha. Công thức tổng quát của amino đơn chức bạch hở là gì? CnH2n+3n. Đúng không ạ? Vậy câu 48 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án A nha các em nhá. Câu 49 ạ. Kim loại sắt tác dụng dung dịch axit lấy dư nào sau đây thu được muối sắt 2? Quá dễ. Câu này có trong đề số 04 của thầy ạ. H2O4 loãng. Nhờ. 50 ạ. Dẫn một mẫu khí thải đi qua dung dịch PbNO3 hai lần, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. À, hiện tượng đó chứng tỏ mẫu khí thải chứa chất nào trong dung dịch sau đây? Chúng ta lưu ý là PbNO3 hai lần thì không tạo kết tủa với NH3. Tạo kết tủa với RS để tạo thành kết tủa PbS. Các bạn nhớ cho thầy màu này là kết tủa màu đen nhá. Câu 51 ạ. Saccharose là một disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa cốt thốt nốt và củ cải đường. Thế thì vậy số nguyên tử hydro trong sac, vậy công thức của sac là C12H22O11. Thầy Minh chân thành khuyên các em là với những câu như này chúng ta cần viết công thức phân tử của sac ra. Bởi vì rất rất nhiều bạn đề bài đi hỏi số nguyên tử hydro là đi chọn số nguyên tử carbon hoặc chọn số nguyên tử oxy. Đề bài hỏi số nguyên tử hydro. Vậy nó là gì ạ? 22. Dễ ạ. 52 ạ. Phương pháp nhiệt luyện có thể dùng để điều chế cặp kim loại nào sau đây ạ? Phương pháp nhiệt luyện có thể dùng để điều chế cặp kim loại nào sau đây? Nhiệt luyện là phải nung chóng nhiệt độ đúng không? Thì không thể điều chế magie được, bởi vì nhiệt luyện là chủ yếu để điều chế các kim loại chỉ có tính khử trung bình yếu đứng đằng sau nhôm thôi. Không thể nhôm được, không thể nhôm được. Vậy đáp án đúng là đáp án B, đồng và sắt. 53 đáp án gì các em? Các bạn comment cho thầy đáp án câu 53. Thầy Minh chữa đề với một phong cách rất khác nhá. Bởi vì mục tiêu chúng ta chỉ làm một cái đề trong vòng 50 phút thôi.
nên thầy Minh sẽ hết sức tiết kiệm thời gian để giúp cho ông ta có được những cái trải nghiệm tốt nhất khi ông ta làm đề. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học của thầy. Thầy rất là vui và rất là hạnh phúc nếu tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây, cũng như là comment đáp án nhiệt tình hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Nào, năm bạn, C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng sinh ra acetylic, vậy thì nó phải có đuôi. Vậy nó phải là CH3COOC2H5 để acetylic. Đáp án đúng đáp án này. Câu 54, kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở điều kiện thường? Bạc không, đồng không, chrome không, bari. 55, kim loại cứng nhất được dùng để chế tạo thép không rỉ là gì? Kim loại cứng nhất nhá, nhớ cho thầy từ kim loại cứng nhất. Từ chốt đấy ạ. Thực ra thì thầy Minh vẫn nói với lại lớp óc của thầy Minh, đấy là nếu mà chúng ta muốn đạt điểm được điểm cao thì cái câu chuyện đầu tiên chúng ta phải giải quyết được, đấy là chúng ta phải làm đúng 32 câu đầu tiên. Không chỉ lớp off mà cả lớp on cũng thấm nhuần điều này. Nên những câu dễ chúng ta phải giải chính xác đúng và không được sai bất kỳ một câu nào cả. Kim loại cứng nhất được dùng để chế tạo thép không rỉ là chrome, C ạ. Câu 56, chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Nhá, rất nhiều bạn chọn nhôm nhưng không phải nhôm. Nhôm không có tính lưỡng tính, các bạn nhớ chưa? Nhôm không có tính lưỡng tính. Vậy lưỡng tính là gì ạ? ALH 3 lần, nhôm hydroxit. 57 ạ. Acid amino acetic nó chính là anh nào? Nó chính là glycine đấy ạ. Glycine sẽ có một nhóm NH2 và một nhóm COH. Được chưa? Thì glycine nó có tính lưỡng tính nên nó phản ứng với NaOH, phản ứng với KOH, phản ứng với HCl. Vậy glycine chỉ không phản ứng với một anh duy nhất thôi, đấy là NaCl. Câu 58. Metin acetat có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Metin acetat, đáp án đúng là đáp án A. Câu 59, kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch acid chloric HCl? Nhôm có nhé, sắt có, magie có, tất cả những thằng nào đứng trước hydro thì đều tác dụng. Vậy ở đây thằng không tác dụng là thằng bạc, đúng không? B bỏ. Câu 60, ni lông 6 thuộc loại tơ polyamide. Ni lông 6 thuộc loại tơ polyamide được tổng hợp bằng cách trùng hợp caprolactam hoặc trùng ngưng acid epsilon amino capric. Chính xác. Công thức của tơ ni lông 6, các em nhớ thầy một cái từ chốt này này. Ni lông 6 có 6 carbon, đếm đúng 6 carbon. 5 cộng 1 là 6. Đây, 6 cộng 1 là 7, đây ni lông 7. 4 cộng 1 là 5, bỏ không có. Thằng này có 6 carbon, thằng này có 6 carbon, vậy là 6,6. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Đây là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để chúng ta thuộc về loại tơ. Đây là kỹ thuật của thầy ngày xưa để thầy nhớ nhé. Câu 61 ạ. 61 à. Al2SO4 mà tạo thành X thì Al2SO4 là không điện phân nóng chảy được. Vậy thì Al2SO4 nó chỉ có thể cộng với lại NaOH. Al2SO4 3 lần nó chỉ có thể cộng với NaOH để tạo thành ALH 3 lần là X. Để cho cộng N2S4 thì không ghi nữa nhá. ALH 3 lần để tạo thành Y thì mình cho đun nóng thì nó sẽ tạo thành AL2O3 là Y. Rồi AL2O3 điện phân nóng chảy thì tạo thành nhôm. Được chưa? Vậy X là ALH 3 lần và Y là AL2O3. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 62. Cho các chất, số chất bị oxy hóa trong dịch khăn là u rồi. Câu này thì mình dạy nhiều lắm rồi. Bạn nào mà xem các buổi livestream free của thầy thì câu này gặp rất nhiều nhá. Mà mấy đứa mà học khóa off nhưng như khóa live của thầy thì thấy là cái đề này nó giống y xì đề số 0403 các em nhỉ, đúng không? 62 ạ. Số chất bị oxy hóa thì khi và chỉ khi, khi và chỉ khi số oxy hóa của nó chưa phải cao nhất. Anh này dương 3 cao nhất, anh này dương 8/3 một cháu, anh này dương 2/2 cháu, anh này dương 3 cao nhất rồi, anh này dương 2/3 cháu, 1/2/3. À, quá xịn. 63. 63 nào các em. Các bạn comment đáp án cho thầy 63 đáp án gì ạ? Cho thanh kẽm. Cho thanh kẽm vào 10 ml dung dịch COSO4 nồng độ AM. Vậy số mol A nhân 0,01 bằng 0,01A.
Được chưa? Khi CuSO4 phản ứng hết, đây thì nó sẽ tạo thành ZnSO4 cộng Cu. Thì khối lượng dung dịch tăng 0,01 gram so với ban đầu. Vậy ở đây mình sẽ có CuSO4 phản ứng hết, thì khối lượng dung dịch thu được tăng. Đây anh này là 0,01A. Đây anh này là 0,01A. Chúng ta lưu ý khối lượng dung dịch tăng. Delta M dung dịch thì bằng M vào của dung dịch trừ M ra của dung dịch. Cái vào của dung dịch là kẽm tan vào, cái ra của dung dịch là đồng tan ra. Vậy nó sẽ bằng là 65 trừ đi 64 nhân với lại 0,01A. Đúng chưa? Đây ạ, tăng 0,01 gam sau ban đầu bằng 0,01. Vậy đến đây mình tìm được A. 0,01A bằng 0,01. Đúng không ạ? Vậy A ta bằng 1. A bằng 1 về đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 1. Quá dễ dàng và đơn giản. Câu 64 ạ. Trường hợp nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học? Trường hợp nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học ạ? 64 nào. Nhúng dây sắt vào FeCl3 xảy ra phản ứng Fe cộng Fe3 cộng tạo thành Fe2 cộng. Đúng là đây chỉ ăn mòn thật. À, chọn luôn. 65. Phát biểu nào sau đây là đúng? Hồ tinh bột không hòa tan được sữa 2 lần. Sai. Ở dạng mạch hở, phân tử glu và fruc đều chứa 5 nhóm hoắt. Chính xác. Vậy 65 của chúng ta đáp án đúng là đáp án B. 66 ạ. Etin acetat có nhiều ứng dụng trong cuộc sống để sản xuất 5,28 tấn etin acetat. Người ta cho 6 tấn, vậy là kilogram tấn tại Yến coi như gam tính toán bình thường. CH3COOH 6 tấn thì 6 chia cho 6, 10 thì bằng 0,1. Được chưa? Sản xuất đây là cộng với lại C2H5OH thu được CH3COOC2H5. Đây là ban đầu là 0,1. Được chưa? Thế thì sau phản ứng, sau phản ứng thì 5,28 tấn etin acetat. 5,28 tấn etin acetat số mol bao nhiêu kem? 5,28 chia cho 88 bằng 0,06 mol. 0,06. Dòng phản ứng là 0,06. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra được hiệu suất của phản ứng bằng số mol ban đầu là 0,06. Sorry, bằng số mol phản ứng là 0,06 chia cho số mol ban đầu là 0,1 nhân với 100% thì bằng 60%. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, các em nhá. 66 đáp án C. 67. Cho các polymer sau, số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Các bạn lưu ý như thế nhá. Trùng hợp thì polyvinyl chlorua trùng hợp là 1, tơ tằm không phải trùng hợp nhá, nó tơ thiên nhiên. Metin met acrylat là trùng hợp bởi vì nó có nối đôi CC. Polyethylene là trùng hợp bởi nó có nối đôi CC. Bạn nào không biết, các bạn phải coi cái bảng polymer của thầy ạ. Nylon 6,6 là trùng ưng. Vậy chúng ta sẽ có 3 thằng trùng hợp. Vậy 67 chúng ta đáp án C. 68. Ui, 68 lấy 7 điểm này các em này. 68 lấy 7 điểm này. Xịn chưa này? Este C8H8O2 có chứa vòng benzen. Ok. Thủy phân X trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp muối. À, các em nghe thấy gì chưa? Thủy phân X trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp muối. Vậy khi và chỉ khi X là este của phenol. Đấy, các em phải thấm nhuần cái suy luận của thầy. Vậy este phenol thì xong rồi, đúng không ạ? Đây, este của phenol thì nó phải là gì ạ? HCOO đã. Thế thì đây là C8 thì mới 7 rồi. Nên là một thằng CH3 sẽ chạy. Đây, một thằng CH3 nó sẽ chạy. Đây đường phân số 1 cắm vào đây, 2 cắm vào đây, 3 cắm vào đây. Octo meta para. Đúng không ạ? Vậy ta tổng cộng có 3 đồng phân. Đúng không? Không phải. Vẽ thế này đúng không? Chính xác rồi. Có phải 3 không ạ? Không, còn thiếu một thằng nữa. CH3COOC6H5 nữa. Đây là anh số 4. Nhiều bạn bị nhầm đấy, quên mất 4 đồng phân các em ạ. 69 ạ. Nung một mẫu thép có khối lượng 12 gram trong oxy dư thu được CO2. Vậy mình tìm được số mol CO2 0,18
368 chia 2,4 bằng 8,2 nhân 10 3. Giả sử toàn bộ carbon trong thép đã bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2. Phần trăm khối lượng carbon trong mẫu thép đó là, ui dễ quá. Số mol CO2 này chính bằng số mol carbon trong thép. Vậy mình tìm được khối lượng của carbon trong thép bằng 8,2 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 12 bằng 0,0984 gram. Vậy mình tìm được phần trăm khối lượng của carbon trong mẫu thép là 0,0984 chia 12 nhân 100% bằng 0,82%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án này, 0,82%. Dễ chưa? 70 này, đốt cháy m gam glucose, glu là C6H12O6, thì ra được 6 lần thằng CO2. Số mol CO2 là 0,6. Vậy suy ra số mol glucose là 0,1. Cũng lượng glucose đó lên men thì thu được agam anconitic. Vẫn là C6H12O6 này mà lên men thì thu được 2 lần thằng C2H5OH, đúng không ạ? Thế đây này 0,1 rồi. Thì suy ra số mol C5H là 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn nên mình tìm khối lượng 0,2 nhân 46 bằng 9,2 gam. Quá dễ dàng. Đáp án à? Đáp án à? Quá dễ dàng. 71. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được kết tủa là, các bạn nhìn này, B2 cộng S42 trừ, chắc chắn kết tủa B2SO4. BACL2 và NaHCO3 không xảy ra phản ứng. Yêu ơi, câu này quen với đề của thầy dã man luôn. Đồng với F34 tỷ lệ mol 1:1. Các bạn có thấy quen không ạ? Comment một câu để thầy biết đó. Đấy nhá, F34 tỷ lệ mol 1:1 và HCl thì nó sẽ tạo thành hỗn hợp gồm có FeCl3 và FeCl2. Thì trong đó thì giả sử F34 là 1 mol, đồng là 1 mol đi, thì FeCl2 là 1 mol, FeCl3 là 2 mol, anh này cộng với đồng là 1 mol thì chắc chắn tan hết. Đúng không? Tỷ lệ 2:1 tan hết. Nhá, nên không có kết tủa. Không kết tủa. Anh này không có kết tủa. A có kết tủa thôi. Cho dịch CaHCO3 thì chúng ta biết thừa rồi, HCO3 cộng OH trừ tạo thành CO32 trừ. CO32 trừ cộng canxi 2 cộng là có kết tủa. G có kết tủa. Một cái đầu tiên có kết tủa. A có kết tủa. CaOH hai lần dư vào H3PO4 có kết tủa, nó tạo thành kết tủa là Ca3PO4 tất cả hai lần. Vậy mình sẽ có là ba kết tủa nhá. Câu 71 của chúng ta có ba kết tủa là A, D, E. Ba kết tủa. Câu 72 một câu rất rất hay. Cảm ơn Phương Trinh. Bạn ấy hỏi thầy có trong ban thì ra đề thi thử của Sở Hà Nội không, nhưng mà đề thi thử của thầy nó hơi chất. Các bạn nhìn thấy rồi ạ, đề của thầy nó rất là sát, đúng không? Câu 72 ạ. Đây lấy 8 điểm đấy ạ. Hỗn hợp gồm H2N C2H4 COH 0,01 mol và amon y có dạng H2N tất cả hai lần CN H2N trừ 1 COH amon cho x vào ông dịch chứa 0,06 mol HCl. Đây, HCl 0,06 thu được dung dịch Z. Toàn bộ dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaOH 0,03, KOH 0,06 thì thu được dung dịch chứa 8,94 gam muối. Đấy, 8,94 gam muối. Muối là 8,94 gam. Được không ạ? Vậy muối chúng ta chắc chắn gồm H2N C2H4 COO trừ là 0,01 mol, đúng không ạ? H2N 2 lần CN H2N trừ 1 COO trừ amon
HCl thì chắc chắn là nó sẽ cho mình Cl trừ là 0,06 mol. Na cộng là 0,03 mol. K cộng là 0,06 mol. Đúng không ạ? Vậy mình bảo toàn điện tích mình sẽ tìm được á? Bảo toàn điện tích mình sẽ có này, 0,01 nhân trừ 1 nhân trừ 1 cộng với A nhân với trừ 1 cộng với 0,06 nhân trừ 1 nhân trừ 1 cộng với 0,03 nhân 1 cộng 0,06 thì bằng 0. Nào các bạn bấm máy tính của thầy xem A bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu? 0,09 trừ 0,06 trừ đi 0,01 bằng A bằng 0,02. A của chúng ta bằng 0,02. Vậy hoàn toàn mình sẽ có M muối bằng A bằng 0,02 này. Vậy tới đây mình sẽ có M muối ạ. M muối bằng đây ạ, cụm này 0,01 nhân với cụm này là cụm CH4, vậy nó là 89 đúng không? 89 mà trừ đi 1 là 88 cộng với anh này là 0,02 nhân với cháu này là nhân với lại 14N trừ 1 cộng với nhân với 14N trừ 1 cộng với anh này là 44 cộng với anh này là 14 cộng 2 là 16 à? 16 nhân 2 cộng với bên dưới CL trừ là 0,06 nhân 35,5 cộng natri là 0,03 nhân 23 cộng kali là 0,06 nhân 39. Và đến đây mình tìm được nào. Bởi mà muối biết rồi, 8,94. Trừ đi mà các bạn bấm máy tính cùng thầy nhá. 0,01 nhân 88 trừ đi 0,06 nhân 35,5 trừ 0,03 nhân 23 trừ 0,06 nhân 39 bằng chia 0,02 bằng trừ đi 43 cộng 16 nhân 2 bằng chia 14 bằng N bằng 5 ạ. Dễ quá, để bài học cái gì ạ? Phân tử khối của Y. Đây Y đây. Và giá trị của A, A mình tìm rồi, A bằng 0,01. Vậy phân tử khối của Y ạ, thế nằm ở đây thôi. H2N 2 lần C5 H9 COH. Vậy nó sẽ là 10. Đây. Đây nó đây này. 14 nhân 5 trừ 1 cộng 44 cộng 32 bằng 145. 146. Đúng không? Thầy còn thiếu hydro. Đúng không? Dễ không? Dễ không các em? Quá dễ nhỉ? Quá dễ dàng. Đây là 16. 146 và 0,01. Quá dễ dàng. Câu 73 ăn 8 điểm chặt trong lòng bàn tay trong vòng 20 phút. Ăn chặt 8 điểm. 73 20 phút ăn 8 rồi. Giờ lấy 9. Lấy 9 điểm. 9 điểm xem có lấy dễ trong lòng bàn tay không nhá. Phân tích một mẫu nước cứng có chứa các ion trong đó nồng độ Cl trừ, vẽ là đã. Canxi 2 cộng, magie 2 cộng, Cl trừ, HCO3 trừ. Nồng độ của Cl trừ là 0,06. Để chuyển 1 lít nước cứng trên thành nước mềm, vậy số mol nó sẽ là 0, Cl trừ là 0,06, 0,006, HCO3 trừ là 0,01. Canxi 2 cộng, magie cộng chưa biết, cộng với lại CO32 trừ là 0,1 V lít.
Thế thì mình bảo toàn điện tích thôi, mình đặt thằng này nó là M2 cộng, mình bảo toàn điện tích mình tìm được nó là bằng 0,06 0,006 cộng với 0,01. Chú ý phải chia cho 2 điện tích của nó bằng 0,008. Thế thì M2 cộng này phải bằng siêu 3 chứ, bằng 0,008. Suy ra V bằng 0,08. Hay nói khác nó là bao nhiêu ạ? Cần lấy bao nhiêu lít? Đây là 0,06 cộng 1, 0,01 chia 2 mà 0,008. Đúng rồi. Vậy suy ra số mol NH2CO3 phải bằng là 0,008. Cần lấy bao nhiêu mililít dung dịch NH2CO3 0,1m để chuyển 1 lít nước cứng, 1 lít nước cứng thành nước mềm. Nước mềm là nước không chứa. Vậy số mol NH2CO3 ta bằng 0,008, đúng không? Vậy V chúng ta là 0,008 mà chia cho 0,1 chứ. Chia 1 đúng không ạ? Bằng 80ml chứ ạ? Đúng không ạ? Các bạn có ra 80ml như thế không ạ? Đáp án D chứ đúng không ạ? Ok không ạ? Ồ, không bạn nào comment luôn ạ. 73. Căng nhỉ? Hơi căng. Căng quá. CO3 2 trừ chia cho 2 80ml. Tiếp nha. Tiếp nha, 74 này. Cho hỗn hợp bột gồm, ui câu này hay thế. 74 câu rất hay, câu này lấy 8,5 này. Hỗn hợp bột gồm BaO, NaHCO3, X tỷ lệ tương ứng là 2 chia 1 chia 1 1 1 2, vào nước. Khuấy đều đun nhẹ đuổi hết các khí. Thì BaO tạo thành BaOH này lần. BaOH này lần là có Ba2 cộng OH trừ. Đây là 2 mol, đây là 4 mol. NaHCO3 này có Na cộng 1 mol, HCO3 trừ 1 mol và X. Thì có phải là OH trừ cộng với lại HCO3 trừ tạo thành CO3 2 trừ là 1 mol, đúng không ạ? Và OH trừ dư là 3 mol. Ba2 cộng cộng với CO3 2 trừ để tạo thành kết tủa BaCO3 là 1 mol. Vậy chúng ta sẽ gồm có dung dịch còn lại, nó sẽ là Ba2 cộng 1 mol, OH trừ dư 3 mol, Na cộng 1 mol. Được chưa? Và X 1 mol. Dung dịch sao phản ứng chỉ chứa một chất tan duy nhất có số mol bằng số mol chất kim loại nào? Chỉ chứa một chất tan duy nhất nhá. Vậy dung dịch sao phản ứng mình gọi nó là chất Y đi. Đấy. Thế mà trong cái chất sao chất nào thỏa mãn vai trò của X? Thế mình thế thôi chứ biết sao. Nếu X là NH4HCO3 thì sao? NH4HCO3 thì OH trừ cộng với thằng này để tạo thành CO3 2 trừ là 1 mol. Và NH3 bay lên cũng là 1 mol. Đúng không ạ? Ba đớp với CO3 2 trừ tạo thành kết tủa BaCO3. Hết. Mình sẽ có OH trừ dư là 1 mol. Kết hợp với NaOH, kết hợp với natri để tạo thành NaOH 1 mol. Vậy NaOH 1 mol này là thỏa mãn. Đúng không ạ? Được chưa? Vậy với NaOH thì là thỏa mãn. Vậy là xem nào. Anh NH4HCO3 thỏa mãn. Tương tự như vậy với Na2CO3. Nếu anh này là Na2CO3 thì ngay lập tức kết tủa. 1 1
đúng không, ngay lập tức kết tủa. Nhưng mà mình sẽ thu được số mon NA mắt là 3 mon nên không thỏa mãn. Nếu x là NH4 2 lần S số 4, nếu x là NH4 cộng S số 4 2 trừ 1 1 thì S số 4 2 trừ với BI cộng kết tủa này, NH4 với OH trừ tạo thành khí NH3 bay lên này, đúng không ạ? Đúng không? Thế NH4 này là 2 cơ mà, vậy là nó cũng chỉ còn lại NaOH 1 mol thỏa mãn. NH4 2 lần CO3, NH4 cộng 2 mol, CO3 2 trừ 1 mol, CO3 trừ BI cộng hết 2 mol NH4 với 2 mol NaOH trừ còn mỗi NaOH thỏa mãn. Câu này rất hay, câu này rất hay luôn, câu 74 rất hay. Vậy đáp án đúng của chúng ta là có 3 anh B bỏ 3 anh. Rất hay với câu 74. Úi sợ 75. 75 một câu rất hay nhưng ta để lại nhá, lát giải sau. 76 cũng là một câu rất hay để lại, lát giải sau. 77 cực hay để lại, lát giải sau. 78 này, 78 dễ, được chưa? 78 dễ nhá. Xăng E5 là một loại xăng sinh học. Nhưng mà xem còn câu nào dễ hơn không? Thôi để làm 78 đây. 78 vẫn ngon đúng không? Xăng E5 là một loại xăng sinh học được tạo thành khi trộn 5 thể tích CH5OHD bằng với 95 thể tích xăng truyền thống, giúp thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, bla bla. Một lít xăng E5 hạn chế được 2% thể tích khí CO2 thải ra vào không khí, so đốt cháy một lít xăng truyền thống. Giả sử xăng truyền thống chỉ có chứa 2 ancan, tỷ lệ mol tương ứng D bằng giá trị của A gần nhất với giá trị bao nhiêu? Ui, vậy mình có này, một lít E5 mình phải giải nhá. 1 lít xăng E5 thì mình sẽ có 95 thể tích với 95 thể tích tăng xăng truyền thống. Vậy mình sẽ có suy ra V của C2H5OH bằng năm chia 100. 1 lít bằng 1.000 ml bằng 5 chia 100 nhân 1.000 bằng 50 ml C5OH. Thế vậy ngay lập tức mình sẽ tìm ra được là số mol của C5OH sẽ bằng đây, D bằng 0,8 gram trên ml, vậy là 50 này nhân 0,8 này chia 46 này bằng 0,869, thì mình lấy là 0,87 đi, 0,87 mol. Đây là số mol của C5OH. Tương tự như vậy, tương tự như vậy nhé, thì mình sẽ có V của xăng nguyên chất, xăng truyền thống, nó bằng là 95 phần 100 nhân 1.000 bằng 950 ml. Thế đã, đây là V xăng truyền thống. Mặt khác thì cái xăng truyền thống của chúng ta thì nó lại gồm hai thằng C8H18 và C9H20, tỷ lệ tương ứng là 4 chia 3, 4A 3 D bằng 0,7. Vậy mình tìm được V của xăng truyền thống nó bằng là 4A nhân với phân tử khối này, 12 nhân 8 cộng 18 bằng nhân 114 cộng với lại 3 nhân phân tử khối C9H20, 12 nhân 9 cộng 20 bằng 128 chia cho đây.
D M trên V, V bằng M chia D. D của bạn này bằng 0,7. Đấy, được chưa? Và nó chính bằng là 950. Vậy mình tìm được A luôn. 950 nhân 0,7 bằng chia mọi người luôn 4 nhân 114 cộng 3 nhân 128 bằng 0,791. 0,792 đi, 0,79. Thế mà đề bài bảo chúng ta rằng là đốt cháy hạn chế được A% thể tích khí CO2 thải ra ngoài môi trường. Vậy ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Mình tìm được số mol CO2 thải ra ngoài môi trường sẽ bằng là 0,87 x 2 cộng với 0,79 x 4A nhân 8 ở đây cộng với 0,79 x 3 nhân 9 ở đây bằng 0,87 x 2 cộng 0,79 x 4 nhân A là nhân 4 thôi, A đây rồi. Nhân 8 cộng 0,79 x 3 nhân 9 bằng 48,35 ạ. 48,35. 48,35 mol. Ok chưa? Vậy suy ra mình sẽ có là đốt 1 lít xăng truyền thống. 1 lít xăng truyền thống thì ta sẽ có là 8 nhân 4 này nhân 0,79 này cộng với 9 nhân 3 nhân 0,79 này. Đó, chia cho 0,95 thì bằng bao nhiêu mol CO2? 8 nhân 4 nhân 0,79 cộng 9 nhân 3 nhân 0,79 bằng chia 0,95 bằng 56,9. Ô sao to nhỉ? Từ từ bình tĩnh. Sao to nhỉ? 8 nhân 4 đây dấu cộng nhân bằng chia 0,95 bằng đây ạ, 49,06. Đề bài hỏi A gần nhất với giá trị nào sau đây? Thì tiết kiệm được đúng không ạ? Phần trăm thể tích CO2 thải ra với nó là 48,35 mà chia cho 49,06. 48,35 chia cho 49,06 bằng nhân 100 bằng 100 trừ N bằng 1,44. 1,447 thì nó gần bằng là 1,46 bởi vì thầy làm tròn. Đáp án đúng, chúng ta đáp án gì? Một câu rất hay. Câu xăng này cũng rất hay. Câu thực tế quá hay luôn. Câu 79 ạ. Câu 79 ạ. Thôi trước khi làm câu 79, 79 để lại tí. Làm câu 80 lấy 9 điểm đi. Đúng không? Làm câu 80 lấy 9 ạ. 9 cầm chắc trong tay đó. Được chưa? Thế mình giải nhanh câu này nhá. Mình thấy này. Mình thấy này. C6H10O6 này. Được chưa? Đề bài cho này. X2, X3 cùng số nguyên tử carbon này. Đúng chưa? X2, X3 có cùng số nguyên tử carbon mà X1 là C6. Thế đây cùng số nguyên tử carbon, vậy là suy ra X2 và X3 cùng có 2 carbon. Được chưa? Mặt khác X2 là số nguyên tử carbon bằng số nguyên tử oxy. Vậy suy ra X2 chỉ có thể là C2H6O2 mà thôi. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có X1 của chúng ta bắt buộc là HO này, CH2 này, COO này, CH2 này, CH2 này, OOC này, CH2 này, OH. Bắt buộc X1 phải thế. Hoặc X1 chúng ta phải là HO này, CH2 này, COO này, CH2 này, COO này, CH2 này, CH2 này, OH. Chỉ có một trong hai này. Và mình sẽ có X3 của mình, nó sẽ là HOCH2COONA. Và ngay tức mình suy được X4 của mình là HOCH2COOH. Được không ạ? Vậy ngay tức mình suy được X5.
X5 là thằng này cộng đây suy X5 là C2H4 ONA tất cả hai lần. Được không? Không đúng. X3 có số nguyên tử hydro bằng số nguyên tử carbon. Hydro 3 carbon 2. A sai. Đúng không? Số nguyên tử hydro bằng số nguyên tử carbon. Hydro của X3 là có 3. Đúng chưa? X3 có số nguyên tử hydro bằng số nguyên tử carbon là sai nhỉ? Hydro thằng này có 3 mà. Mà con này có 2. Sai nhỉ? Hay chắc nhầm ấy. Số nguyên tử nào? Chắc là số nguyên tử hydro bằng số nguyên tử oxy rồi. Đúng không ạ? X4 nhiệt độ sôi cao hơn X2. X4 cao hơn X2 chính xác. Nên là cũng bỏ. X1 có một công thức cấu tạo là sai. X1 phải có hai công thức cấu tạo. Sai C. Nhờ. X1, X2, X4 tác dụng natri cho cùng tỷ lệ mol đúng. 9 điểm nhá. Lấy 925 này. 79 này. 95, 79 các em ạ. Lấy 925 với thầy nhá. Cho xịn. Hỗn hợp E gồm han, côn, XY cùng carbon đều bạch hở. Z no hai chức hở. Đốt cháy an toàn 0,05 mol E. Cần vừa đủ oxy. Thu được CO2 0,14. H2O 0,16. N2 0,01. Biết E chứa một ancol hòa tan được CO2 là lần điều kiện thường. XY là ancol rồi. Nên chắc chắn thằng Z no hai chức này là hai chức nitơ. Nên mình sẽ tìm được số mol Z luôn là 0,01 nhân 2 chia 2 bằng 0,1. Dễ nhất. Mình đặt số carbon của X và Y cùng carbon là U này. Và số carbon của Z là V này. Đúng chưa? Đây carbon. Carbon của Z bằng V. Vậy thì có phải mình sẽ có là số mol CO2 là 0,14. Thì bằng đây là 0,01, đây 0,05 thì cháu này bằng 0,04. 0,04 U cộng 0,01 V. Đúng không ạ? Suy ra 4 U cộng 1 V bằng 0,14. Lập bảng luôn. U V. U bằng 1, 0,14 trừ đi 4, V bằng 10. U bằng 2, 0,14 trừ đi 8, V bằng 6. U bằng 3, V bằng 0,14 trừ đi 12 thì còn 2. Chưa loại được thằng nào nhưng mà khả năng cao nó rơi vào trường hợp này, 3 và 2. Đúng không? Mình thấy này, N nước lớn hơn N CO2 chưa? Nên chắc chắn nó phải no. Đúng không? Nhưng mà đây là chỉ lớn hơn có 0,02 thôi. Mà đây là tận là 0,05. Thằng này 0,01. Nên chắc chắn bắt buộc phải có ancol không no. Mà ancol không no thì U phải lớn hơn bằng 3. Đúng không? Ancol U phải lớn hơn bằng 3. Vậy chỉ có 3 và 2 là nghiệm duy nhất. Ok chưa? Mình đặt số hydro của X và Y do là nó đều cùng carbon thôi và đều mạch hở thôi. Thì đây là hydro trung bình của X và Y là A. Thế mình tìm được V rồi. V là 2. Mà nó 2 chức thì nó chỉ có thể là C2H8N2. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đặt hydro của X và Y là A. Thì phải mình sẽ có A nhân 0,04 cộng 8, đây 8 nhân 0,01 bằng 2 nhân 0,16. Đến đây mình tìm được A bằng 0,16 nhân 2 trừ 0,08 bằng chia 0,04 bằng 6. A bằng 6.
A bằng 6, vậy thì suy ra một thằng ăn côn phải lớn hơn 6, một thằng ăn côn phải nhỏ hơn 6. Thì một thằng ăn côn mà lớn hơn 6 thì nó sẽ là 8. Đúng không ạ? C3 H8 O gì đó Z. Còn một thằng nhỏ hơn 6 thì là H4 rồi. C3 H4. Đúng không? Thế thì chỉ có thể O thôi, không thể O mấy được. 6 mà. Thế thì do anh này nằm ở chính giữa nên số mol nó phải bằng nhau. Cùng cơ đôi ra 0,02 và 0,02. Được không ạ? Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình sẽ tìm được thằng Z ở trong này là bao nhiêu. Tìm được chứ, đúng không? Tìm được mà. À chưa chưa chưa, bình tĩnh. Thằng này biết thằng này, thằng này biết thằng này, thằng Z chưa biết. Thằng O2 chưa biết. Thằng O2 bảo toàn khối lượng được không? Không bảo toàn được. Đề bài nói là biết E trước bảo ăn côn hòa tan là suy hóa lần nhiệt độ thường, chưa nói được gì đâu. Chưa nói được gì. Chưa nói được gì ạ. Căng ấy. Căng 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 căng. 0,02 nhân Z đi. Bảo toàn oxy đã, cứ bảo toàn oxy. 0,02 nhân Z cộng với lại 0,02. Đúng không? Cộng với đành đặt số mol của oxy là B thì bằng 0,14 nhân 2 cộng 0,16. Đúng không ạ? Thế thì để cho giá trị lớn nhất của A. A là cái gì nhỉ? Chết rồi. Amon oxy. À đây oxy đặt là Amon. Thế bị trùng với thằng A vừa nãy à? Thôi thì đặt A phẩy đi. Đây A phẩy. A phẩy là lớn nhất. Thì P thì Z này phải min. Thế mà Z min nhất mà lại là hòa tan là siêu 3 lần ở nhiệt độ thường, vậy Z chỉ có thể là bằng 2. Đúng chưa? Để A phẩy lớn nhất. Vậy A phẩy sẽ bằng 0,14 nhân 2 cộng 0,16 trừ 0,02 bằng trừ 0,02 nhân 2 bằng chia 2 bằng 0,19. Hay quá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 79 cũng là một câu rất rất hay. Rất rất thú vị ạ. 9 điểm nằm chặt trong tay đó. 9,25 rồi. 75 các em nhá. 75 nhá. Ngon lành cành đào chưa? 75 nào. Luồng khí CO dư đi qua 7,12 gam hỗn hợp gồm FeO, CuO, MO, tỷ lệ mol tương ứng. Đây là trong này là A, 3A, 6A. MO hóa trị không đổi, nung nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất anion gồm kim loại là Cu, Fe, M và oxy O2. Hòa tan hết Y thì cần HNO3 0,26. Thu được dung dịch muối và khí NO. Dung dịch muối. Xác định A gam muối. Hay 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 hay. Câu này quá hay luôn. Thế bảo toàn sát luôn. 6A 3A. Đúng không ạ? Thế bảo toàn E ra NO luôn. Số mol NO tìm được luôn. Bảo toàn E ra NO luôn. 3 nhân 2 cộng 6A nhân 3 cộng M nhân 2 cộng A nhân 2 chia 3 bằng 6 cộng 18 cộng 2 bằng chia 3 lẻ. Chia 3 hơi lẻ nhỉ. Đúng không? Bởi vì thằng này 2 em mà. Bảo toàn E tạo thành dung dịch muối. Tác dụng HNO3 mà. Từ từ. À đây cần ít nhất.
cần ít nhất thì sắt đến sắt dương 2 thôi. 6A nhân 2. Thế là 6 cộng 6 nhân 2 cộng 2 bằng 6 cộng 6 nhân 2 cộng 2 bằng vẫn lẻ. Từ từ xem nào. M hỗn hợp chất rắn, Y gồm kim loại và oxy. M hóa trị không đổi. M hóa trị không đổi. Nó lẻ như này. Chắc là đây là vào oxit. Chứ phải vào oxy. Thì đây là MO. Thì mới giải được. Bạn có để gõ sai. Thì suy ra số mol NO bằng 6 cộng với 12 là 18, 18 chia 3 bằng 6A. Oxit chứ không phải oxy. Không sinh được oxy, oxit. Vừa chữa cho các em thầy vừa dịch đầy. Kinh không? Thế thì số mol NO bằng 6A. Mà số mol NO3 bằng 0,26 thì nó bằng bốn lần số mol NO đúng không? Cộng với 2 lần số mol của MO và bằng 4 nhân với 6A cộng với 2A, suy ra bằng 24 là 26, 0,26 mà chia cho 26 bằng 0,01. Ui ngon đấy, A bằng 0,01 luôn. Ngon nhỉ? Đây A bằng 0,01 này. Cháu này bằng 0,06. Cháu này bằng 0,03. Vậy ngay lập tức mình sẽ có là 7,12 thì bằng 0,06 nhân 72 là của FeO cộng 0,03 nhân 80 là của CuO cộng với 0,01 nhân với MO là 10 là M cộng 16. Đến đây thì được mà. 0,06 nhân 72 cộng 0,03 nhân 80 cộng 0,01 nhân 16 bằng 7,12 trừ n bằng chia 0,01 bằng 24. M bằng 24 vậy nó là magie. Vậy muối của chúng ta sẽ gồm CuNO3 hai lần. FeNO3 vừa đủ hai lần. MgNO3 hai lần. CuNO3 hai lần là bằng A bằng 0,01 là 0,03. FeNO3 hai lần là bằng 0,06. MgNO3 hai lần là bằng 0,01. Vậy mình tìm được mờ muối. Ôi dễ quá. Thế lại dễ nhỉ. 188 nhân với 0,03 cộng với 56 cộng 62 nhân 2 đóng vào đơn nhân 0,06 cộng với anh này 0,01 nhân vào đơn 24 cộng 62 nhân 2 bằng 17,92 gam ạ. Đáp án đúng đáp án B. Một câu rất hay. Ôm chặt 9,5 điểm vào trong lòng. Ôm chặt 9,5 điểm vào trong lòng. Ok. Mình sang câu 76 nhá. Chất béo là thực phẩm quan trọng. Thiếu chất béo trong cơ thể bị suy nhược. Thừa chất béo thì dễ bị bệnh. Ok. Béo phì tim mạch. Một loại dầu thực vật T chứa chất béo Y và một lượng nhỏ axit palmitic. Dầu thực vật T này chứa chất béo X. Chất béo lượng nhỏ axit palmitic C15 H31 COH axit oleic C17 H33 COH. Tỷ lệ mol của X và axit tương là 10 chia 1. Vậy axit này là A thì thằng này là 10A. Cho M gam T phản ứng hết dung dịch NaOH dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn. Chất rắn chỉ chứa 3 chất. Chất rắn khan y chỉ chứa 3 chất. Đốt cháy hoàn toàn y. Chắc chắn là vào glycerol rồi. C3H8O3. Có nước nữa. Đốt cháy hoàn toàn y thì thu được Na2CO3.
CO2 là 4,994 mol. H2O là 4,922 mol. Biết 1 gram chất béo cung cấp khoảng 9 kilocalo, số kilocalo mà chất béo có trong mg dầu T cung cấp gần nhất là. Ui câu này quá hay luôn. Quá hay luôn đấy. Chất rắn Y chúng ta chắc chắn do có chứa Na hoắt dư nên chắc chắn trong này có Na hoắt này. Dư là một chất. Vậy là còn hai chất nữa thì nó chỉ có thể là C15 H31COONa và C17H33COONa. Chỉ có thể vậy thôi. Đúng không? Đặt X, Y, Z. Ok chưa? Khối lượng hỗn hợp Y để bài cho chúng ta là bằng 90,032. Vậy mình sẽ có phương trình đầu tiên là bảo toàn khối lượng. 40X cộng với xem nào. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67 bằng 278. Y cộng 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67 bằng 304. Z thì bằng 90,032 gam. Ok nhá. Phương trình thứ hai bảo toàn hydro. X cộng 31Y cộng 33Z bằng 2 nhân 4,922. Được chưa? Và cuối cùng bảo toàn carbon. 15 cộng 1 là 16Y cộng 17 cộng 1 là 18Z thì bằng 4,994. Vậy nên mình tìm được A, B, tìm được X, Y, Z. 4, 9, 1, 3, 40 bằng 2, 7, 8 bằng 3, 4 bằng 90,032 bằng 1 bằng 31 bằng 33 bằng 2 nhân 4,922 bằng 0 bằng 16 bằng 18 bằng 4,994 bằng 0,07 à? Lẻ. Không phải. Chắc thầy bị nhầm ở đâu đó. Chắc thầy bị nhầm đâu đó đấy. 16Y cộng 18Z bằng. À đây còn thằng này. Bảo toàn. Anh này là X cộng Y cộng Z chia 2. Đúng không? Tí toan. Về trừ đi đây. Trừ đi 4,99 là cộng với 0,5 nhân với X cộng Y cộng Z. Đấy. Tí toan luôn. Thảm nào. Âm. X là trừ 0,5 bằng Y là 16 trừ 0,5 bằng Z là 18 trừ 0,5 bằng. Đây. X bằng 0,03. X bằng 0,03. Ngon nha. Y bằng 0,208. Y bằng 0,208. Z bằng 0,102. Rồi, vậy ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol của, đây là AB, rồi xong. Vậy mình sẽ có số mol muối, tổng số mol muối của mình là bằng 0,102 cộng 0,208. Tổng số mol muối mình sẽ có. Tổng số mol muối của mình bằng 3 nhân 10A cộng với lại A thì bằng 0,208 cộng 0,102. Suy ra 31A thì bằng 0,208 cộng 0,102 bằng 0,31. Suy ra A bằng 0,01. Cháu này bằng 0,1. Còn chưa? Thế ngay tức mình suy ra được chất béo còn gì nữa. Thằng này chia 0,1 là 2 gốc thằng này. Yêu câu này hay thế.
C15H31 COO, câu này quá hay luôn. Hai lần C17H33 COO C3H5. Số mol là 0,01. Để bài học cái gì ạ? Thế mình tìm được khối lượng chất béo nhỉ. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 bằng nhân 2 bằng cộng 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 bằng cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng 832. Khối lượng chất béo bằng 832 nhân 0,1 bằng 8,32. 1 gram chất béo cung cấp khoảng 9 kilocalo, vậy là 8,32 thì nhân với lại là 8,32 nhân 9 bằng 74,88. Ô sao của thầy nhỏ thế nhỉ? 9 kilocalo. Đây là 8,32 mà. À không, 1 là 83,2, sorry. 748,8. 748,8 gần với lại 750. 748,8 gần bằng với 750. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Wow. 9,75. Xịn luôn. 9,75 này lấy vợ rồi. Làm 9,75 hơi bị xịn. Nào chốt nốt 77. Chốt nốt 77 chứ để làm gì nữa. Hòa tan hoàn toàn amon gồm 77 thì gợi ý nhá. NO33 lần này. CuNO3 2 lần này. NaCl C lần này. Y bằng 5A, kết quả thí nghiệm T dây. Mình xét T dây trước. Tại thời điểm T dây, tổng số mol khí hai điện cực, khối lượng cathode tăng, dung dịch điện phân sau điện phân là Y. Thế thì mình sẽ có là ở cathode, tại thời điểm điện phân T dây thì tại cathode. Đồng thì chắc chắn là có sắt rồi. Sắt 2 cộng, mình đặt nó là amon đi. Số mol đồng biết rồi, 0,64 chia 64 bằng 0,01. Tại anode thì mình sẽ có gì? Tổng số mol khí hai điện cực. Thế là còn sắt khí hai điện cực là 0,02. Vậy anode khả năng cao chỉ có Cl2 thôi, 0,02 luôn, chặt luôn. Vậy mình bảo toàn E. 2A. Sorry. Bảo toàn E. Sắt dương 2. Sắt này là sắt dương 3. Sắt dương 3 về sắt dương 2. Vậy là A cộng với 0,01 nhân 2 thì bằng 0,02 nhân 2. Vậy A chúng ta bằng 0,01. Được chưa? Vậy số mol electron trao đổi trong T dây nó sẽ bằng là 0,02 nhân 2 bằng 0,04. Vậy bây giờ mình xét đến lúc 2T giây. Xét 2T giây. Thì số mol E trao đổi nó sẽ bằng là 0,08. Được không ạ? Thế mà chỗ này là số mol khí hai điện cực là 0,0375 thì nó không thể chỉ muốn clo được, bởi vì 0,0375 nhân 2 nhỏ nó 0,08. Nên điều này chứng tỏ là anode lúc này đã có oxy. Đúng chưa? Anode lúc này đã có oxy. Nhá. 2T giây thì suy ra anode đã có oxy. Đấy chưa? Vậy thì bây giờ trong 579 giây tiếp theo thì sẽ có số mol electron trao đổi. Nó sẽ bằng là IT trên F. Y là 5. T là 579. Chia 96500. 5 nhân 579 chia 96500 bằng 0,03. Có nghĩa trong khoảng đấy thì 0,03. Vậy mình sẽ tìm được số mol của oxy trong sinh ra trong 579 giây. Nó bằng là 0,03 chia 4 bằng 0,0075. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ tìm được số mol hydro trong 579 giây này. Nó bằng 0,03 chia 2. Nó bằng 0,015.
Hero không 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 sorry, Summon Hero lúc này không phải là 0.015, mà Hero lúc này sinh ra nó sẽ là tổng Summon khí đấy, 0.05 trừ oxy sinh ra là 0.0075, đúng không? Trừ tiếp là 0.0375 từ đầu thì mình sẽ tìm được Hero sinh ra 0.0075 trừ 0.0375 bằng 5 × 10^3. Ok chưa? Vậy Hero trong này là 5 × 10^3, vậy thì mình sẽ tìm được số mon R. Số mon R ở đây là số mon của kim loại đồng và sắt thoát ra nhá. Đồng sắt thoát ra bằng trong thời gian này nó là tổng số mon E trao đổi là 0.03 trừ đi 5 × 10^3 × 2. Rồi phải chia cho hai bọn này đều trao đổi 2 E bằng 0.01. Đúng chưa? Mà hai kim loại này thoát ra hết tổng là 2.4 gam. Đây. 1.4 cộng 0.64. 2.04. Đúng không? Đây 1.4 cộng 2.64. Đấy chưa? Mà mình sẽ có là số mon sắt là bằng 0.02. Số mon đồng là 0.02. Đây là 2. Đúng không ạ? Số mon sắt là 0.02, số mon đồng là 0.02. Đây là 2.4 chứ thoát ra hết. Đây là 2.4. Tổng đồng cộng sắt bằng 2.4. Mà số mon sắt bằng số mon sắt bằng A. Được không ạ? Vậy suy ra A bằng 0.02. Vậy suy ra số mon đồng cũng bằng 0.02. Ok chưa? Để sắt 2 cộng nhá. Số mon đồng 0.02. Vậy tại lúc 2T giây ạ. Vậy bây giờ xét tại 2T giây. Xét tại 2T giây. Xét tại 2T giây thì mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có là số mon clo của mình. Clo của mình lúc này nó là bằng 0.035, đúng không? Oxy lúc này mới chỉ sinh ra là 0.0375 trừ đi 0.035 bằng 0.025. 0.0025. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là số mon của AgCl của chúng ta nó sẽ bằng là số mon của CL trừ trong Y và bằng 0.035 nhân 2 trừ đi 0.02 nhân 2 bằng 0.03. Mặt khác mình lại có là số mon bạc của mình lại bằng là số mon sắt 2 cộng trong Y và nó sẽ bằng là 0.02. Nên mình tìm được M kết tụa. Nó chính là M của anh này và M của anh này. 0.03. 1.8 cộng 35.5 đóng một đơn cộng với 0.02 nhân 1.8 bằng 6.4. 6.645. 6.465 chứ. Chứ rồi chỗ này chắc là bạn gõ đề thì gõ nhầm rồi. Chắc trong một trong hai trang này là sẽ có 6.465. Thôi cứ để yên là 6.465 cả hai anh đi. X là khối lượng cathode tăng. X là khối lượng cathode của mình tăng. Khối lượng cathode của mình tăng tại thời điểm này nó sẽ là bao nhiêu ạ? 1, thế để anh này 6.465. 1.84 đúng không ạ? Quá đơn giản. Đáp án đúng chúng ta là bạn này. Đấy, chọn 10. Đề thi của Sở Hà Nội để khảo sát. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Đây là một buổi học mà chữa lấy 10 đề khảo sát của Sở Hà Nội rất hay. Những bạn nào muốn tìm hiểu về khoa học của thầy thì có thể vui lòng inbox cho
thầy theo nick Facebook là Vũ Tuấn Minh. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại.